đã là đàn ông phải ngông và phong cách. Ngày hôm nay em xin giới thiệu với các anh gà tàn đẳng cấp số 1, biểu tượng của sức mạnh, may mắn và tài lộc. Gà tàn voi đồng Thái Lan thể hiện khí chất và phong cách mạnh mẽ. Gà tàn voi đồng Thái Lan thiết kế tinh xảo, tinh tế từng chi tiết, không chỉ tôn lên đẳng cấp của thú vui thường ngày mà còn khẳng định chất chơi có gu riêng biệt, không phải ai cũng sở hữu được. Kích thước cao 9cm, dài 16, khối lượng 400g, thiết kế tinh xảo, sang trọng, hoa văn đẹp, màu đồng cổ điển, chất liệu bằng hợp kim, chắc chắn, bền màu. Gà tàn đóng, mở nắp, sử dụng không bị văng tàn thuốc ra ngoài, không có mùi khi đóng nắp, dễ dàng vệ sinh. Có 3 màu để các anh lựa chọn theo sở thích là màu đồng đỏ, màu đồng rêu và phiên bản đặc biệt đá trắng. Và điều vô cùng đặc biệt mà rất nhiều các quý ông đang săn lùng chiếc gà tàn này nằm ở linh hồn biểu tượng con voi may mắn. Chắc mọi người đều biết, con voi là biểu tượng của sức mạnh, may mắn và tài lộc. Đặt hàng ngay hôm nay để nhận ưu đãi giảm 50%.